Hello cả nhà nha. Hôm nay thì Cường sẽ quay review chi tiết về cái XT-ADB 448 mà lâu nay Cường đã đăng hình lên cho cả nhà xem nhé. Thì trước mắt cả nhà đây là một chiếc XTA rất là đẹp. Phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Từ trước tới giờ thì hàng đẹp thì bên mình về cũng rất nhiều, nhưng mà để mà xuất sắc cái này thì chắc có lẽ đây là chiếc đầu tiên. Quá hoàn hảo luôn nhé cả nhà. Thì cái chiếc này thì mình đang bán với giá là 52 triệu. Với cái đời này thì chúng ta không lo bị nhái nhé. Mình đã tháo nắp sẵn cho cả nhà xem cho nó tiện. Đây là bên trong. Bên trong nó thì không khác gì mới luôn nhé cả nhà. Cái bo mạch của nó không khác gì mới luôn. Kể cả từng chi tiết, từng con ốc luôn cả nhà ha. Từng con ốc của nó luôn. Không khác gì là mới luôn nhé cả nhà. Đó, như mới luôn. Quá hoàn hảo luôn nhé cả nhà. Đây là bo nguồn của nó. Rất mới luôn. Đó. Cả nhà đừng có so sánh với lại mấy con XTA nhái nhá. Tại vì hiện tại bây giờ trên thị trường XTA nhái rất là nhiều. Và đặc biệt là cái đời này thì chúng ta không bao giờ sợ nhái này. Đó. Cái đời mà cái bo nó nằm trên này thì cả nhà không bao giờ sợ nhái. Và nếu hàng nhái thì nhìn nó khác hoàn toàn. Và hàng nhái thì giá nó rẻ nhé cả nhà. Còn nếu như cả nhà mua hàng xịn, nó XTA xịn mà phải nói là đẹp xuất sắc thì không bao giờ có giá rẻ đâu ạ. Đây, con này rất đẹp luôn nhé cả nhà. Ánh sáng mình quay không được tốt cả nhà ha. Có con ốc mình tháo, mình chưa có siết vào lại này. Mình siết lại con ốc, cả nhà thấy rất đẹp nhé. Mặt dưới thì nó không phải có trầy một vài vệt. Cái này là dính dính đất bụi thôi này, lau sạch này nhé. Mấy điểm này là dính lau sạch này, có vết trầy nhẹ như này ha. Con này rất đẹp nhé cả nhà. Cả nhà dùng con này thì an tâm luôn, xịn sò, xuất sắc luôn. Và khi cả nhà mua bất kỳ thiết bị nào bên mình thì bên mình đều có cái video hướng dẫn sử dụng. Và đặc biệt là với XTA từ cái series 4 này trở lên á, thì chúng ta dùng cái phần mềm mới bây giờ chúng ta routing rất là tiện luôn, chúng ta chỉnh rất là tiện luôn, thay bằng cái phần mềm mà eCorel cũ hồi trước thì cả nhà routing từ ban đầu nó rất là bất tiện. Nhưng mà khi cả nhà mua thì mình sẽ giới thiệu cho cả nhà một cái phần mềm để điều khiển nó nhé, để chúng ta điều chỉnh routing nó rất là tiện luôn. Mặt sau cả nhà thấy này, cả nhà nhìn những chi tiết là biết nó rất mới rồi nhé, nó phải nói là rất mới luôn đây ha cả nhà. Đó, đây cái miếng này thì có lẽ bên bên Mỹ hay đâu đó người ta xài thì người ta dán miếng này lên, chúng ta về có thể lột đi ha, người ta dán để đánh dấu điện đó các thứ, tại vì con này thì auto volt rồi nhé. Auto volt này chúng ta cắm điện 220 là dùng thôi, không phải như mấy cái dòng mà DBX mà cái nguồn nó 110 hay là 220 gì khác nhau. Con này chỉ có nguồn auto volt thôi. Quay chi tiết một lần nữa cho cả nhà xem, rất đẹp này, rất đẹp, nó như mới luôn nhé. Con này mình về về mình chưa vệ sinh nó đã mới như thế này rồi cả nhà, chưa vệ sinh luôn mà nó đã mới như thế này rồi nhé cả nhà. Con này giá mình mong muốn là 52 triệu và cả nhà có nhu cầu thì cứ alo hoặc inbox cho mình thì mình sẽ fit nhẹ một chút xíu để giao lưu với cả nhà. Mới tinh luôn cả nhà nhá. Rồi cả nhà có nhu cầu thì liên hệ với mình qua số điện thoại là 0946 73 46 46. Bây giờ xin chào cả nhà nhé.